ta cũng nhận đi. Tại vì tùy cơ ứng biến mà. Trong lúc giai đoạn này, cả toàn cầu thế giới đều bị suy thoái, không phải một nơi Việt Nam ta không. Việt Nam chúng ta là đất nước hổ phước nhất trên toàn thế giới đó quý vị. Nên bây giờ chúng ta vẫn còn ung dung tự tại, cũng còn cơm no lòng, áo vẫn còn mặc lành, cũng còn rủng rỉnh tiền bạc, vân vân. Nhưng mà so với các nước ngoài đi quý vị, ập xuống một trận động đất thôi, cái mền, cái chăn đó còn không có để mà quấn nữa đâu quý vị. Chạy ra ngoài giữa cái rét như vậy đó mà mặc chỉ có một cái đồ ngắn hoặc là đồ ngủ thôi, quý vị thấy rõ ràng thương đến vô cùng tận chứ. Nếu đổi lại mình nằm trong cái giai đoạn đó, mình là người đang thọ nạn, thì mình sẽ đau khổ như thế nào? Mình phải lòng mình vào như vậy mình mới yêu thương được quý vị. Chỉ có yêu thương đó mới là đắc đạo được. Mà nghịch lý yêu thương thì phải đọa thôi. Bởi vậy mẹ nói là nghịch lý yêu thương bước đọa đạo quý vị. Thế rõ ràng chứ quý vị, chúng ta đừng xưng hô vạn tế gì hết á. Chúng ta là ai kệ, xuống đây là người phàm mắt thịt. Nhiệm vụ của ai nay là nhiệm vụ của mình tu thì mình tu, không cần thiết tới ai hết. Mình thấy thì mình thương bằng tấm lòng yêu thương chân thành, là con cùng máu cùng mẹ, cùng cha cùng mẹ thì mình yêu thương vậy thôi, ngoài ra không vụ lợi gì hết. Nói thiệt chứ quý vị, mỗi đi hành pháp từ trong vô vi đến hữu hình đo lòng người đó quý vị, chỉ xứng đáng lộn lại trong thời mạt kiếp này đó, một ngàn chỉ có được có một người đủ khả năng lộn lại mà thôi. Rất ư là khổ quý vị ạ. Mỗi là người phàm mắt thịt, mỗi còn thấy nó xót xa đau đớn như vậy. Huống chi là cha mẹ. Mẹ của chúng ta là một người mẹ thật ư là hiền từ và nhân hậu. Một ông cha không bao giờ giết hại con mình, tìm mọi cách để mà bao dung cứu độ quý vị. Tại chúng ta là những đứa con bất hiếu thôi, nên chúng ta phải làm những cái chuyện động thiên đình như vậy đó. Khổ lắm quý vị, sắp tới đây còn khổ nữa, khổ đến khi nào không còn cách nào để khổ. Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cũng luôn nói rằng nhân nào quả nấy con ơi, gieo trước gặt sau ấy lẽ trời, gây ác phải mang tai họa đến, làm lành thì được phước hồn lai, giữ lành tại con gieo nhân quả phước cho con dám ước mời, con nên sửa mình và lánh dữ, gieo mầm từ thiện mới nên người. Quý vị thấy không, tất cả các mẹ đều nói với chúng ta rằng chi chi cũng không bao giờ thoát qua nhân quả nữa. Bây giờ mình đã phạm tội rồi, mình biết lỗi lầm của mình rồi, bây giờ trong kiếp sanh này thôi, còn nhiều đời nhiều kiếp nữa, mà trong cái giai đoạn mà kiếp này rồi phải vô nghiệp trả, trả cho sạch trong kiếp này, không còn dai dai trả trả luân hồi nữa. Bởi vậy các chị thấy không, mấy cái cảnh đóng địa ngục mở tầng thiên
hai miền cực lạc dẫn đường Tây Phương đó, đóng địa ngục đó. Không phải là không đóng địa ngục đâu. Trước đây chúng ta có thập điện Diêm Vương thôi, chỉ có 10 cái địa ngục. Nhưng sau này ra tới 18 rồi. Mà bây giờ cha vẫn khai ân, dẫn cho đóng địa ngục mở tầng thiên và cho đại đạo tam kỳ phổ độ. Đại đạo là một cái đạo lớn hơn đó quý vị, để xuống phổ độ chúng sanh, cứu con cái. Không phải là cứu chúng sanh là cứu những người không đâu quý vị. Tất cả nằm trong bát hồn vận chuyển, từ thạch hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, nhân hồn, thần hồn, thánh hồn, tiên hồn và Phật hồn, nằm trong bát hồn vận chuyển đều được ân xá và cứu độ. Cho tất cả các đấng lâm phàm xuống thế để hóa độ chúng sanh, tùy cơ mà phụng hành. Mà các vị biết họ đã làm giúp giả đến mức độ nào không? Họ có bao giờ xưng ta đây là ông này bà nọ chưa? Chưa có đâu quý vị, không có. Nhưng mà những người đó không ra gì đó thì lại xưng ta đây là này này kia kia nọ nọ, đủ thứ cảnh hết. Đó với muội những cái đó muội không tin đâu, muội không bao giờ dị đoan. Một chỉ tin là trời Phật các đấng thiêng liêng thật. Mỗi lúc 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 nào cũng vậy, các gì cũng nên xin giống muội. Con là người phàm mắt thịt nên con rất cần sự chỉ dạy của cha mẹ và các đấng thiêng liêng cao cả, chỉ dạy cho con để con được đi đúng, làm đúng và hành đúng, để con được xứng đáng là môn đệ của các ngài. Chỉ cần như vậy thôi. Tại vì mình xuống là người phàm thì đôi khi chúng ta lăn lộn, chúng ta cũng nhiễm trược, thì chúng ta làm sao chúng ta có thể không bợ nhơ được quý vị. Mà chúng ta không bợ nhơ mà không có các vị các ngài trợ hành chỉ dạy cho mình đi đúng, đôi khi mình lọt xuống hố nữa đó. Nên các vị phải nghe mọi, phải nhiếp tâm tu hành. Cho dù một người được cứu cũng được, không cần nhiều. Mà một người bây giờ là đáng một người. Bây giờ là đang bắt đầu lên sàn rồi đâu quý vị. Các quý vị muốn là tắm hay là gạo bể, hay là gạo nửa, hay là gạo nguyên hộp, là do tất cả do tâm của quý vị đó. Chứ không bao giờ là nhạo báng ai cả quý vị. Ai đúng ai sai không quan trọng, mà quan trọng là mình đúng hay là mình sai thôi. Không được cười nhạo báng, cũng không cho ai là chánh, cũng không cho ai là tà. Chỉ chánh tà hai lẽ đó sao ra. Khi chúng ta đứng ở trong bóng tối nhìn ra ánh sáng thì chúng ta nói đó là chánh. Nhưng mà chúng ta nhìn đứng từ ánh sáng nhìn vào bóng tối cũng một vật như nhau thì chúng ta nói đó là tà, bởi vì nó đen. Thì không, bây giờ không còn cái giai đoạn phân biệt nữa, mà chúng ta bây giờ là phải rút ráo quay vào, coi như gột rửa mình thôi. Những gì muội nói hôm nay đó, trước khi muội làm việc, muội điều thỉnh ý cha mẹ xin trợ hành cho con, chỉ dạy cho con lão thuộc ngôn từ để con chia sẻ với các bạn đồng sanh, dìu dẫn nhau điểm tu công quả, để
để chúng con có cơ hội về bên chân cha gối mẹ. Con rất muốn có thật nhiều anh chị em cùng với con về bên chân cha gối mẹ, cùng với mẹ hát cho mẹ nghe khúc khải hoài. Cho dù tất cả mọi người ở trên thế giới cũng vậy, chứ không phải là ở đất nước Việt Nam mình không đâu. Mùi vẫn chúc phúc cho mọi người hàng ngày, vẫn đem hết những gì mùi tạo được, những gì mùi có được, đều ban rải tất cả cho mọi người. Mùi không có thiên vị quý vị. Gia đình của mùi, cha mẹ, anh em, chồng con, vân vân, mùi cao bằng tất cả là chúng sanh hết, không phải cầu riêng cho một người nào hết. Mong rằng những gì mùi chia sẻ ngày hôm nay hết lòng hết dạ, vì mùi đã nhìn được, thấu rõ được cánh chuồng chuồng đã rách rồi. Hy vọng rằng mọi người hiểu, đừng phỉ báng, vì chân lý nó cũng là chân lý mà thôi. Vì tôi nhất kiếp ngộ nhất thời, ông Phật đó mà ông thành đạo chỉ có 49 ngày thôi đó vị, thì chúng ta còn thời gian, chúng ta không lẽ không làm được cái gì. Nhưng mà chúng ta có dám như ông Phật không? Qua sông phải tạm mượn con đò không? Khi mà chúng ta dám mạnh mẽ dũng thì chúng ta sẽ đạt được. Tu không bao giờ muộn, mà quan trọng là tu như thế nào. Đó là pháp môn tịnh độ là nhất thôi. Cho dù đạo nào cũng vậy. Hoặc là những gì người nằm tôn giáo nào cũng vậy, đều niệm được Nam Mô A Di Đà Phật, Lục Tự Di Đà. Mỗi cho quý vị biết, Đức Phật A-di-đà chính là Phật mẫu diêu trì xuống thế đó quý vị. Có cái tích về Đức Phật A-di-đà rất hay quý vị. Đó là ngôi hai. Chúng ta niệm danh Nam-mô A-di-đà Phật là chúng ta đánh thức cái phần sáng suốt ở trong thân tâm của mình, để cho chúng ta hiểu và nâng cao cái từ trường của chúng ta lên để mà thích hợp với cái từ trường hiện tại của quả địa cầu này. Đó là chúng ta tu pháp môn tịnh độ và nhiếp tâm tu, thành thật tu, chứ không phải là tu áo, tu mạo, tu dối, tu lừa, tu khẩu là không được. Nhưng mà tu là phương châm của chúng ta là giải thoát cái biển khổ này, xa rời cái biển trần khổ này. Nó không thích hợp với chúng ta, nó là giả tạm đối với chúng ta. Các vị thấy không? Cái tần số, cái từ trường đó, nó đang thay đổi một cách rõ rệt. Những ai không thích hợp với cái từ trường hiện bây giờ thì coi như bị loại thôi. Không, không có gì là không hợp lý hết. Nên chúng ta làm sao chúng ta nâng cái từ trường chúng ta lên bằng cách công phu và niệm Phật. Đó là giúp cái bản thể của chúng ta nâng cao cái từ trường mình để hòa hợp. Thật sự ra đó, những người người ta tu cao đó
cho dù người ta nóng hay ta nực hay là từ khí người ta khí hậu nó có biến đổi như thế nào, người ta sẽ gọi là người ta sẽ cân bằng nhanh chóng lắm. Còn những người như chúng ta tu chưa đến đâu hết thì chúng ta thấy bệnh rồi đủ thứ cảnh, nóng quá chịu không nổi, dần dần đủ thứ, đó là chúng ta chưa cân bằng đó. Nên chúng ta phải tu pháp môn tịnh độ, phải cố gắng chỉ còn một cách duy nhất đó, không bao giờ không còn ngồi đó mà tụng chú ê a đủ thứ cảnh hết. Thay vì người ta tụng chú thì có những người người ta ngồi người ta tịnh lại niệm Phật, người ta tưởng ông Phật, người ta nhớ đến ông Phật và biết đến ông Phật, nhiếp tâm với ông Phật là đủ rồi đó quý vị. Còn cái việc mà biến địa đó thì bây giờ đã biến lần lần rồi, đến một giai đoạn đó sẽ có một con đường từ cửa chánh môn của đạo Cao Đài tòa thánh Tây Ninh đó, nó sẽ có một con đường gọi là một con sông chứ không phải là một con đường. Một con sông này gọi là Bảo Giang đó, gì đi thẳng về núi Cấm, sau này chúng ta đi xe đạp dẫn tới, cái đó là cái chuyện biến thiên biến địa. Sau này mình không biết là có lọt vào nổi để mà xem không nữa, thôi thì chúng ta tới đâu hay tới đó, coi được màn hát tuồng nào là mừng tuồng đó đi, không cần quan tâm nhiều quá nó nặng. Còn nếu như mà mình có điều kiện hoặc mình đủ duyên đủ đức là trở lại người tân dân mới, chúng ta phải cũng phải qua cái biến nhân gọi là thất nhật đêm mê 7 ngày đêm bạc lối trời trăng đó để thay hình đổi xác đó quý vị. Ai cũng phải ra đi hết, nhưng mà đến lúc đó những ai cần cứu thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ rưới nước tĩnh bình, cam nhàn dương liễu rưới xuống thì chúng ta sẽ tự khắc ư thức tỉnh. Thôi thì muội chỉ nói một chút thôi, không nói nữa, nói nhiều cũng không tốt. Thứ hai nữa, còn đến cảnh mà bát quái đồ thiên, muội cũng đã từng nói với quý vị rằng muội đã cầm cái cơ bát quái đồ thiên và bàn cờ đó muội đã có trong tay luôn, nhưng có một điều duy nhất, bây giờ không phải là lúc, và những gì cần chia sẻ không phải là bây giờ, vì căn cơ của con người bây giờ chưa đến lúc hiểu nổi đâu, còn thấp lắm. Nên á, chúng ta an phận thủ thường đi, chúng ta giống như muội đi, là một người bình thường và hết sức bình thường để mà tu học. Còn những gì cao siêu hơn nữa thì để cho bàn tay của tạo hóa, mình không cần biết. Một Phật